anh em, bây giờ tôi chỉ cho anh em nha. Thì làm sao mà để mà chụp cái hình event Canon G6 với lại 860 này nó đẹp thì mọi người chỉnh cho tôi nha. Đây nè, ở đây cái phần chế độ là mọi người chỉnh cho tôi, cái nút ở ngoài bìa này nè, nằm ở bên bên phải nha. Mọi người chỉnh cho tôi về cái chế độ nè. ETTL nha mọi người. Rồi xong mọi người cầm vô máy. Ở trên chiếc máy ảnh Canon G6 mọi người chỉnh chế độ gì để cho phù hợp á, rồi mọi người chỉnh auto luôn nha. Đây A cộng. Khi mà mọi người chụp event á, mọi người chỉnh chế độ auto á, A cộng á, thì cái máy của mọi người á nhìn như thế nào thì hình nó như thế đó. Nè, mọi người thấy không? Còn mọi người chỉnh M á, cái màn hiển thị của nó sẽ không thực tế, tại vì nó không tính được cái độ sáng của cái máy cộng với cái lux thì mọi người. Khi mọi người để A cộng á, thì nó mới tính được cái độ sáng của môi trường, cộng theo đó nó bù trừ sáng của cái thằng máy ảnh nè, cái lux này nè, nó cộng trừ lên cho mọi người. Thì mọi người sẽ thấy màn hình thực tế nè, khi mình chuyển nè, đây là manual nè, mọi người không thấy gì hết. Còn khi mọi người chỉnh qua chế độ auto nè, thì cái thuật toán của cái máy nó sẽ tính cho mọi người, cái màn hình mọi người thấy sao thì cái lux sẽ cộng thêm chế độ cho mọi người. Đó, thấy không? Đây, cái màn hình tới như thế nào thì là vậy. Tại vì khi mà mọi người sử dụng G6 rồi với lên 860 13 thì hiện tại công nghệ nó đã support cho mọi người, không cần phải set manual để làm mất thời gian nha mọi người. Nó có một cái ưu và một cái nhược ở đây nè. Khi mọi người chụp ở môi trường để chế độ auto hết trơn á, thì cái điểm nào mọi người đang thấy cái hình nó sáng quá thì mọi người chấm vô thì cái hình nó sẽ đưa về cái trạng thái ánh sáng cân bằng cho mọi người. Còn cái chỗ nào mọi người thấy cái khung hình nó đang tối quá không, mọi người chỉ vào cái chỗ mà tối nhất thì cái ánh sáng nó sẽ cân bằng lại cho mọi người đúng cái màu chụp nha. Rồi, cảm ơn mọi người.